Xin chào mọi người nhé. Hôm nay mình đi phát tờ rơi trên thành phố, nghĩa là giải cái bài học vô giá, đó là này, làm việc gì trước là phải nghĩ tới hậu quả của nó. Và hôm nay mình sẽ đi giải lên trên thành phố, và mình mong muốn được cả nước biết rằng là cái bài học vô giá này nó trị giá như nào nhá. Còn sau là muốn gửi tới các mọi người, khi làm việc gì trước là phải nghĩ đến hậu quả của nó, thì nó đỡ bị phải khó 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 phải là mình sẽ đỡ vất vả khổ hơn. Thôi bây giờ mình sẽ đi thành phố mình phát những tờ rơi này để đem đến cho mọi người những cái lợi ích nhất nhá. Thế còn đăng ký kênh YouTube trên. Thôi mình đi đây. À vâng, chào anh, mời anh ngồi. Đến để mua mấy mảnh đất của anh, xem là anh có bán xem thế nào, bao nhiêu tiền. Đây thì hôm đấy tôi có 3-4 mảnh đất rồi thì đấy anh xem. Đến để mua mấy mảnh đất của anh, xem là anh có bán xem thế nào, bao nhiêu tiền. Thì hôm tôi hỏi nhờ đấy ba mảnh đất đấy thì tôi tính là khoảng 13 tỷ. Đấy xem nào. Thì tôi nói ngay này, 13 tỷ là hơi cao. Thôi bây giờ tôi nói là 12 tỷ giá chốt, 3 mảnh là mỗi mảnh 4 tỷ. Ba mảnh mà anh giảm 12 tỷ. Thôi được, tôi quyết định bán. Quyết định bán cho anh. Tôi vì tôi đang rất cần tiền. Có phải anh Phương ở công ty chứng khoán đấy không nhỉ? Để sàn giao dịch hôm nay để tôi mua tất nhá. Để tôi mua hết. Vâng. Sao anh buồn thế? Mất hết cả rồi. À, là đi qua đây xem mà bữa nay bác hiểu bác sống nè. Ôi trời ạ. À, sao bữa nay bác ở ăn ở thế này à bác? À vâng bác ạ. À. Đây, sống khổ quá. Nếu mà tôi mà biết áp dụng được cái bài học này là làm việc gì mà nghĩ được cái hậu quả của nó thì không để đến nỗi như ngày hôm nay. Đấy bác xem cuộc đời đến bây giờ vất vả khổ cực quá. Giường rách đây để ngủ đấy. Nên là mình đã dính rồi bác. Mình vẫn nhắn nhủ rằng là trên cả thế giới này cố gắng lên, trước khi nghĩ và làm cái gì nghĩ đến cái hậu quả của nó ra sao, thì nếu mà
mình nghĩ được như vậy mà không đến nỗi